Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Cô là Phan Phương Trúc, giáo viên trường tiểu học A thị trấn Vĩnh Lưu. Cô sẽ hướng dẫn cho các em môn toán lớp 3. Bài học tiếp theo ngày hôm nay của chúng ta là ôn tập các bảng chia 2, 3, 4 và 5 mà các em đã được học ở chương trình môn toán lớp 2. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là các em sẽ ôn tập các bảng chia đã học. Sau đó các em sẽ làm một số bài tập vận dụng. Ở phần này thì các em sẽ được tính nhẩm thương với số tròn trăm, tìm kết quả của phép tính và giải toán có lời văn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Bài học hôm trước thì cô đã ôn tập cho các em các bảng nhân từ 2 đến 5. Nội dung của bài học ngày hôm nay cô sẽ không nhắc lại các bảng chia bởi vì phép chia là phép tính ngược của phép nhân. Nếu như cô có phép nhân A nhân B bằng C thì từ đây cô sẽ lập được hai phép tính chia. Phép tính chia thứ nhất, C chia B bằng A. Phép tính chia thứ hai, C chia A bằng B. Cơ sở của việc thành lập này là gì? Đó chính là dựa vào bài toán tìm thừa số chưa biết. Để tìm một thừa số chưa biết thì các em lấy tích chia cho thừa số đã biết. Và trong phép chia C chia B bằng A thì các thành phần trong phép chia có tên gọi là gì? C được gọi là số bị chia, B được gọi là số chia và A được gọi là thương. Các em lưu ý cho cô, C chia B cũng được gọi là thương. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng bảng chia vào làm bài tập. Chúng ta đi sang phần luyện tập. Bài tập thứ nhất yêu cầu các em tính nhẩm có 4 cột, mỗi cột có 3 phép tính. Để nhẩm bài tập này dễ dàng hơn, cô có một ví dụ. 4 x 7 bằng 28 chia 4 bằng 28 chia 7 bằng. Các em sẽ dễ dàng tìm được kết quả của phép tính nhân 4 x 7 bằng 28. 28 là số bị chia của hai phép tính còn lại. Dựa vào mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia, các em sẽ dễ dàng tìm được kết quả của phép tính 28 chia 4 bằng 7, 28 chia 7 bằng 4. Vậy là các em đã biết cách tính nhẩm bài tập 1. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài tập. Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra kết quả của mình. 3 x 4 bằng 12, 12 chia 3 bằng 4, 12 chia 4 bằng 3. 2 x 5 bằng 10, 10 chia 2 bằng 5, 10 chia 5 bằng 2. 5 x 3 bằng 15, 15 chia 3 bằng 5, 15 chia 5 bằng 3. 4 x 2 bằng 8, 8 chia 2 bằng 4, 8 chia 4 bằng 2. Cô tuyên dương tất cả những em đã làm đúng được bài tập 1. Qua bài tập này đã giúp cho các em ôn được các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài tập số 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Câu A, 400 chia 2 bằng, 600 chia 3 bằng, 400 chia 4 bằng. Câu B, 800 chia 2 bằng, 300 chia 3 bằng, 800 chia 4 bằng. Vậy cách tính nhẩm trong bài này như thế nào? Các em hãy cùng quan sát với cô một ví dụ. 200 chia 2 bằng, chúng ta sẽ nhẩm 200 chia 2, các em sẽ lấy 2 chia 2 bằng 1. Và khi chúng ta viết bằng số là 200 chia 2 bằng 100. Tương tự, phép tính thứ nhất của câu A, 400 chia 2, các em chỉ việc lấy 4 chia 2 bằng 2 và thêm 2 số 0 ở phía sau số 2. Vậy là các em đã biết cách nhẩm bài tập 2. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra kết quả với cô. 400 chia 2 bằng 200, 600 chia 3 bằng 200, 400 chia 4 bằng 100. B, 800 chia 2 bằng 400, 300 chia 3 bằng 100,
800 chia 4 bằng 200. Cô tuyên dương tất cả những em đã làm đúng được bài tập số 2. Qua bài tập này, các em đã ôn tập được các bảng chia, cũng như là chúng ta đã áp dụng nó để tính nhẩm thương với số tròn trăm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó là phần giải toán có lời văn. Chúng ta sẽ đi sang bài tập số 3. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc? Để giải được bài toán này thì các em phải đọc thật kỹ đề và tìm hiểu xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Bài toán này cho chúng ta biết có 24 cái cốc thì sẽ xếp đều vào 4 hộp. Hay nói cách khác, 4 hộp thì có 24 cái cốc. Bài toán này hỏi gì? Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc? Tức là một hộp thì sẽ có bao nhiêu cái cốc. Vậy, để tìm được số cái cốc ở mỗi hộp, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. Vậy là các em đã tìm được cách giải của bài toán này. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài tập. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình. Số cái cốc mỗi hộp có là 24 chia 4 bằng 8 cái cốc. Đáp số 8 cái cốc. Cô tuyên dương tất cả những em đã làm đúng được bài tập 3. Qua bài tập này đã giúp cho các em áp dụng bảng chia vào giải toán có lời văn. Bây giờ chúng ta đi sang bài tập số 4. Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào? Chúng ta thấy ở bài tập 4 có 4 hình tròn, và trong mỗi hình tròn là kết quả của mỗi phép tính. Nhiệm vụ của các em là sẽ tìm kết quả của từng phép tính và nối lại với kết quả trong hình tròn. Cô ví dụ 24 chia 3 bằng 8. Vậy thì chúng ta sẽ nối phép tính và kết quả trong hình tròn lại với nhau. Vậy là các em đã biết được cách làm bài số 4. Các em hãy tạm dừng màn hình để làm bài tập. Tiếp theo, chúng ta cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình. 4 x 7 bằng 28. Cô sẽ nối phép tính và kết quả trong hình tròn lại với nhau. 32 chia 4 sẽ bằng 8. 4 x 10 bằng 40. Chúng ta cũng nối phép tính và kết quả trong hình tròn lại với nhau. 16 chia 2 bằng 8. 24 cộng 4 bằng 28. Và 3 x 7 bằng 21. Cô tuyên dương tất cả những em đã làm đúng bài tập 4. Qua bài tập này đã giúp cho các em ôn tập lại được các bảng nhân và bảng chia. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong 4 bài tập ngày hôm nay. Qua 4 bài tập này thì cô hy vọng sẽ giúp cho các em ôn lại được các bảng nhân và bảng chia đã học. Và để kiểm tra xem các em đã nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay ở mức độ như thế nào, thì cô có một số bài tập. 1. Tính nhẩm. 500 chia 5 bằng 60 x 10 bằng 2. Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh? Sau khi các em tìm được câu trả lời và tìm được kết quả thì các em hãy ghi vào phần nhận xét của video này nhé. Qua bài học ngày hôm nay đã giúp cho chúng ta ôn tập được các bảng chia đã học. Các em biết cách tính nhẩm các số tròn trăm, biết tìm kết quả của phép tính, và chúng ta biết giải bài toán có lời văn. Qua bài học này thì chúng ta cũng có thể vận dụng vào cuộc sống của mình. Các em sẽ biết chia đều số bánh, số sách, số vở, số sữa, số tiền cho các bạn và cho mọi người. Về nhà thì các em xem lại bài ôn tập và thực hiện lại cho cô các phép tính. Xem trước bài luyện tập.
Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể và tự giác giúp đỡ gia đình bằng những công việc vừa sức của mình. Tạm biệt các em.